Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Chiến sự Trung Đông, giao tranh tiếp diễn dọc biên giới Israel, Liban. Ukraine xác nhận mong muốn sớm chấm dứt xung đột. Trung Quốc đề xuất cách tiếp cận 3 bước để giải quyết vấn đề Palestine. Đức khẳng định không ủng hộ chính sách chiếm đóng của Israel. Ông Biden rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng, Ukraine nhận điểm báo xấu. Bây giờ là tin chi tiết. Trái với kỳ vọng của dư luận, khả năng khôi phục các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn rất mịt mù. Nguyên nhân được cho là do sự chưa sẵn sàng của phía Israel về các điều kiện ngừng bắn cuối cùng. Kênh tin tức số 12 của Israel đêm qua cho biết, mặc dù đã quyết định phái cử đại diện Israel trở lại trong cuộc thương lượng do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Song, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa phê duyệt bản đề xuất chính thức về các điều kiện ngừng bắn cập nhật mới nhất, bao gồm quyền của Israel được kiểm soát cửa khẩu Rafah và hành lang pháp lý Philadelphia, phân cách giữa dải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, cũng như việc phải có cơ chế ngăn chặn các tay súng trở lại khu vực phía bắc dải Gaza. Theo đó, các nhà trung gian quốc tế vẫn chưa có được phản hồi chính thức cuối cùng của Israel với đề xuất ngừng bắn mới. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ Israel sẽ phái cử đại diện cấp cao nào tham gia các cuộc đàm phán tới đây. Các quốc gia liên quan cũng chưa lên tiếng xác nhận thời gian và địa điểm đàm phán được khôi phục. Đáng chú ý, nguồn tin dẫn lời một quan chức Israel giấu tên khẳng định, ngay cả trong trường hợp các bên đạt được tiến bộ trên cơ sở các điều kiện mới của Israel, các cuộc đàm phán cũng sẽ phải kéo dài trong nhiều tuần mới có thể đi đến thỏa thuận. Liên quan đến căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban, một hệ lụy trực tiếp từ cuộc xung đột Gaza. Trong ngày hôm qua, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào nhau. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã bắn hàng chục quả tên lửa tấn công các khu vực Kiryat, Smona, Magaliot, thung lũng Galilee và đỉnh núi Dop, triển khai máy bay tấn công khu vực Meron đều thuộc miền Bắc Israel. Các cuộc tấn công của Hezbollah không gây ra bất kỳ thương vong nào, nhưng khiến còi báo động nhiều lần vang lên tại các khu vực dân cư Israel dọc biên giới Liban. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích và pháo kích vào các mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban, trong đó có vị trí khởi phát các cuộc tấn công tên lửa, kho chứa vũ khí và một số cấu trúc quân sự. Kết quả các cuộc tấn công chưa được công bố. Trong cuộc gặp quốc vụ Khanh Vatican ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, đồng thời cho rằng chuyến thăm là tín hiệu mạnh mẽ từ Vatican. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong, đồng thời cho rằng chuyến thăm của Hồng Y Parolin là tín hiệu mạnh mẽ từ Vatican. Về phần mình, Hồng Y Pietro Parolin lưu ý, ông đã gặp các đại diện Ukraine nhiều lần và chuyến thăm quan trọng lần này minh chứng cho mối quan hệ gần gũi giữa Tòa Thánh và Ukraine. Chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán, trong đó có việc rút quân Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Cho đến nay, Liên minh châu Âu-EU đã áp đặt tổng cộng 14 lệnh trừng phạt Nga, trong khi phía Nga có các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và thiếu tính xây dựng. Liên minh châu Âu-EU đã gia hạn tất cả các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2025. Quyết định này bao gồm cả các biện pháp trừng phạt từ hồi năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và các biện pháp mới được áp đặt từ năm 2022 khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đến nay, EU đã áp đặt tổng cộng 14 lệnh trừng phạt Nga, bao gồm các biện pháp hạn chế trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, công nghệ, công nghiệp, giao thông, cũng như hạn chế nhập khẩu dầu và sản phẩm hóa dầu từ Nga, hạn chế xuất khẩu sang Nga các mặt hàng xa xỉ và hàng hóa lương dụng. EU cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các hành động nhằm lách các lệnh trừng phạt. Phía Nga coi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và thiếu tính xây dựng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện để giải quyết tình hình tại Ukraine là phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã đề xuất cách tiếp cận 3 bước để giải quyết vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh người Palestine quản lý Palestine
là nguyên tắc cơ bản của việc tái thiết hậu xung đột ở Gaza và giải pháp hai nhà nước là lối thoát cơ bản cho tương lai. Bộ trưởng Vương Nghị đưa ra tuyên bố trên khi kết thúc cuộc đối thoại hòa giải giữa các phe phái Palestine diễn ra tại Bắc Kinh dưới sự bảo trợ của Trung Quốc, cũng như chứng kiến lễ ký tuyên bố chấm dứt sự chia rẽ và tăng cường đoàn kết của 14 phe phái Palestine. Lưu ý rằng vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông. Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận tổ chức giải phóng Palestine và nhà nước Palestine, đồng thời luôn kiên định ủng hộ người dân Palestine trong việc khôi phục các quyền dân tộc hợp pháp của họ. Ông nhấn mạnh, cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn và tác động lan tỏa của cuộc xung đột này đang lan rộng. Do đó, để chấm dứt tình trạng hiện tại, Trung Quốc đề xuất cách tiếp cận 3 bước. Bước đầu tiên là thúc đẩy lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài và bền vững ở dải Gaza, càng sớm càng tốt, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ. Cộng đồng quốc tế cần đoàn kết hơn nữa về vấn đề ngừng bắn. Bước thứ hai là duy trì nguyên tắc người Palestine quản lý Palestine và cùng nhau thúc đẩy quản lý hậu xung đột tại dải Gaza. Gaza là một phần không thể tách rời và quan trọng của Palestine. Việc bắt đầu tái thiết sau xung đột càng sớm càng tốt đã trở thành vấn đề cấp bách trong giai đoạn tiếp theo. Cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ các phe phái của Palestine thành lập một chính phủ lâm thời với sự đồng thuận trên toàn lãnh thổ để quản lý hiệu quả Gaza và bờ Tây. Bước thứ ba là thúc đẩy Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc và bắt đầu thực hiện giải pháp hai nhà nước. Cần ủng hộ một hội nghị hòa bình quốc tế quan trọng hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn, đồng thời phải lên thời gian biểu và lộ trình cho việc này. Bộ trưởng Vương Nghị cũng nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn và cứu trợ nhân đạo là những ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, người dân Palestine quản lý Palestine là nguyên tắc cơ bản của việc tái thiết hậu xung đột ở Gaza và giải pháp hai nhà nước là lối thoát cơ bản cho tương lai. Cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ các bên liên quan thực hiện cách tiếp cận 3 bước với thái độ nghiêm túc. Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng lệnh trừng phạt, đóng băng tài sản đối với 4 người Israel liên quan đến các hành vi bạo lực chống lại người Palestine ở bờ Tây. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt như vậy. Phát biểu tại họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại khu vực bờ Tây bị chiếm đóng kể từ khi xung đột Hamas-Israel leo thang vào năm ngoái. Ông nhấn mạnh vấn đề đang trở nên nghiêm trọng khi những người định cư cực đoan có hành động bạo lực và đe dọa nhằm vào cộng đồng người dân Palestine, khiến một số người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa. Ông cũng khẳng định, cùng với cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ Israel ngừng hoàn toàn hoạt động định cư. Israel đã chiếm đóng bờ Tây, một trong hai vùng lãnh thổ của người Palestine kể từ cuộc chiến tranh Ả Rập Israel vào năm 1967. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, trong những thập kỷ gần đây, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây. Đây hiện là khu vực sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Nhật Bản giữ lập trường cho rằng hoạt động định cư của người Israel vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh, dù ủng hộ Israel vì trách nhiệm lịch sử đối với nước này, nhưng điều đó không đồng nghĩa Berlin ủng hộ chính sách chiếm đóng của Israel. Chính phủ Đức khẳng định không ủng hộ chính sách của Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner đưa ra tuyên bố trên với các phóng viên tại Berlin sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ngày 19 tháng 7 ra phán quyết xác nhận quyền tự quyết của người Palestine và khẳng định phải di rời các khu định cư Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Wagner nhấn mạnh dù ủng hộ Israel vì trách nhiệm lịch sử đối với nước này, nhưng điều đó không đồng nghĩa Berlin ủng hộ chính sách chiếm đóng của Israel. Ông Wagner cho biết, Đức đã nhiều lần nêu rõ lập trường và quan điểm đối với chính sách định cư của Israel. Tương tự, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức cũng khẳng định rằng văn bản pháp lý của Tòa án Công lý Quốc tế phù hợp với quan điểm của Đức về vấn đề này, dù không mang tính ràng buộc nhưng có ý nghĩa quốc tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi Israel xem xét nghiêm túc văn bản pháp lý của Tòa án Công lý Quốc tế về chính sách chiếm đóng của nước này. Phát biểu bên lề hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU tại Brussels, bà Baerbock nhấn mạnh rằng dù văn bản của Tòa án Công lý Quốc tế không mang tính ràng buộc, song là một sự đột phá cho thấy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Joseph Borrell cho biết, phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế sẽ là một chủ đề được Ngoại trưởng các nước EU thảo luận trong cuộc họp tại Brussels. Ông Borrell khẳng định, phán quyết từ Tòa án Công lý Quốc tế, cơ quan pháp lý cao nhất của Liên Hợp Quốc, cần phải thực hiện ngay lập tức. Đại diện cấp cao của EU nhấn mạnh, những gì đang xảy ra ở Gaza là một thảm họa nhân đạo do con người gây ra và đã đến mức độ không thể chịu đựng được. Với 17.000 trẻ mồ côi và gần 40.000 người đã thiệt mạng, để xây dựng lại Gaza cần 10 năm để dọn dẹp các đống đổ nát. Theo đó, hội nghị tại Brussels được coi là diễn đàn để các nước EU thống nhất lập trường về tình hình ở Gaza. Ngoại trưởng Bỉ nhấn mạnh cần nỗ lực hướng đến một nền hòa bình công bằng và EU phải thống nhất tiếng nói chung về vấn đề này. Ngoại trưởng Bỉ cho rằng cần một số tiến trình hòa bình dẫn đến giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Israel-Palestine. Bà cũng bày tỏ hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về các khu định cư của Israel, đồng thời hối thúc chính phủ Israel tuân thủ các phán quyết. Trong phán quyết đưa ra ngày 19 tháng 7, Tòa án Công lý Quốc tế xác nhận rằng hoạt động chiếm đóng và định cư cũng như các chính sách liên quan của Israel là bất hợp pháp và vi phạm quyền tự quyết của người Palestine. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất cho đến nay của Tòa án Quốc tế liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine. Ý kiến pháp luật của các thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế tuy không mang tính ràng buộc nhưng có giá trị theo pháp luật quốc tế và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel. Phản ứng về động thái trên của Tòa án Công lý Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel cho rằng tòa án thiên vị, đồng thời nhắc lại rằng giải pháp chính trị trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán. Cùng ngày 22 tháng 7, Namibia hoan nghênh phán quyết trên của Tòa án Công lý Quốc tế đối với các chính sách và hoạt động của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Namibia mong muốn cộng đồng quốc tế đề nghị Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hỗ trợ thực hiện phán quyết, thể hiện sự tôn trọng pháp luật và các cơ quan tư pháp quốc tế. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc lực lượng Houthi tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Yemen Hans Grunberg ngày 23 tháng 7 cảnh báo những diễn biến gần đây ở Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh cho thấy mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen đối với hoạt động vận tải quốc tế đang ngày càng tăng. Phát biểu tại cuộc họp cùng ngày của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Yemen, ông Grunberg nêu bật nguy cơ thực sự của tình trạng leo thang nghiêm trọng trong khu vực. Cảnh báo được đưa ra sau khi Houthi thực hiện các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào tàu thương mại và Israel lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Yemen để đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Houthi nhằm vào Israel. Ông Grunberg bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc lực lượng Houthi tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh. Những diễn biến gần đây cho thấy mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển quốc tế đang tăng về phạm vi và độ chính xác. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công của Houthi và Israel cũng như các cuộc tấn công đáp trả của Israel vào lãnh thổ Yemen thể hiện một cấp độ bạo lực mới và nguy hiểm. Quan chức Liên Hợp Quốc nói thêm, điều đáng báo động là không có dấu hiệu giảm leo thang, chứ chưa nói đến một giải pháp. Các tàu thương mại bị đánh chìm và hư hỏng, làm gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế, cũng như gây thương vong cho dân thường. Lực lượng Houthi hiện vẫn giam giữ thủy thủ đoàn của tàu chở hàng Galaxy Leader bị lực lượng này bắt giữ vào tháng 11 năm 2023. Các lực lượng của Mỹ và Anh tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự ở những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, cũng như làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ, với tuyên bố phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Phía Israel cho biết, lực lượng Houthi đã thực hiện 200 cuộc tấn công nhằm vào nước này kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023, với nhiều cuộc tấn công trong số này đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, một cuộc tấn công hiếm hoi bằng thiết bị bay không người lái của Houthi hôm ngày 19 tháng 7 đã tấn công Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và dẫn đến việc Israel tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào lực lượng này một ngày sau đó. Tuyên bố ngừng tranh cử của ông Biden không chỉ để lại một khoảng trống cho vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ năm nay, mà còn có khả năng ảnh hưởng lớn đến cục diện xung đột Nga-Ukraine hiện nay, khi lời kêu gọi viện trợ vũ khí của Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục xuất hiện trong các hội nghị khu vực và thế giới, chủ yếu hướng về phía Mỹ và phương Tây. Bước sang năm thứ ba trong cuộc giao tranh với Nga, Ukraine rơi vào thế bị động do thiếu nguồn nhân lực và vũ khí trầm trọng.
lời kêu gọi viện trợ vũ khí của Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục xuất hiện trong các hội nghị khu vực và thế giới, chủ yếu hướng về phía Mỹ và phương Tây, những nhà tài trợ lớn nhất của Kiev hiện nay. Chúng tôi cần phải nói rõ với Quốc hội Mỹ rằng nếu họ không giúp đỡ, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga, ông Zelensky nói hôm 7 tháng 4, trong bối cảnh gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vẫn đang đóng băng tại Quốc hội Mỹ. Chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Đại học St. Andrew của Scotland, ông Philip O'Brien cho rằng có thể thấy rõ hai lập trường trái ngược nhau về vấn đề Ukraine đang xuất hiện bên trong chính quyền Mỹ. Đảng Cộng Hòa, đảng xuất thân của ông Donald Trump mong muốn tập trung nguồn vốn cho các vấn đề trong nước thay vì giải quyết các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden lại mạnh mẽ ủng hộ Kiev. Quan điểm ủng hộ Ukraine của Tổng thống Joe Biden không chỉ được thể hiện thông qua những tuyên bố suông. Theo thống kê của USA Fact, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ hơn 44 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, chủ yếu thông qua quyền rút vốn của Tổng thống và chương trình hỗ trợ an ninh Ukraine. Quyền rút vốn của Tổng thống cho phép người đứng đầu Nhà Trắng lấy trực tiếp khí tài từ quân đội Mỹ gửi cho Ukraine mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Sau đó, Nhà Trắng sẽ sử dụng nguồn ngân sách viện trợ đã được Quốc hội thông qua để mua vũ khí mới bù cho quân đội của mình. Trong những năm đầu tiên nổ ra giao tranh giữa Nga và Ukraine, Quốc hội đã tăng dần mức trần của quyền rút vốn này từ 100 triệu đô la Mỹ lên 11 tỷ đô la Mỹ. Kể từ tháng 8 năm 2022, chính quyền ông Biden đã 49 lần sử dụng phương pháp này để cung cấp vũ khí cho Kiev. Lần gần đây nhất là vào tháng 5, khi Tổng thống Mỹ thông qua dự luật viện trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Giống như ông Biden, bà Harris là người ủng hộ Kiev và được cho là sẽ tiếp tục các chính sách của ông nếu đắc cử. Đường hướng đối ngoại ấy đã được thể hiện rõ nét trong thời gian phục vụ tại Thượng viện dưới chính quyền cựu Tổng thống Trump và sau khi trở thành phó tướng của Tổng thống đương nhiệm. Lập trường sát cánh cùng Ukraine một lần nữa được bà Harris nhắc lại tại Hội nghị An ninh Munich đầu năm nay. Các bạn đã nói rõ rằng châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine và tôi cũng sẽ nói rõ rằng Tổng thống Joe Biden và tôi cũng vậy, bà Harris nói. Tháng 6 năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức. Tại đây, bà Harris có cuộc gặp thứ 6 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong việc hỗ trợ Kiev. Theo ông Philip O'Brien, việc ông Biden rút lui khỏi đường đua làm thay đổi hoàn toàn chiến dịch, nhưng vẫn còn quá sớm để cho rằng điều này sẽ quyết định kết quả kỳ bỏ phiếu tháng 11. Hay thậm chí là kết quả Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng tới. Bà Kamala Harris là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi nghĩ chính quyền của bà Harris sẽ không khác nhiều so với chính quyền của ông Biden, đặc biệt trong việc xử lý vấn đề Ukraine. Nếu bà Harris giành được suất đại diện đảng, thì đó là một tin mừng cho cả Đảng Dân Chủ lẫn Kiev, ông nói. Theo Wall Street Journal, viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ là một điềm báo xấu cho Kiev. Cựu Tổng thống đã nhiều lần nhắc tới khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine bằng cách cắt viện trợ quân sự, thậm chí kêu gọi Ukraine nên nhượng bộ để kết thúc giao tranh. Đầu năm nay, sự phản đối quyết liệt từ ông Trump và một số thành viên Đảng Cộng Hòa cũng là lý do khiến gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine bị đóng băng suốt nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ. Mới đây, lựa chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance làm người đồng hành tranh cử của cựu Tổng thống càng củng cố thêm lo ngại từ phía Ukraine rằng những tuyên bố trước đó của ông sẽ thành hiện thực. Tại cuộc họp hôm 18 tháng 7, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về những thách thức mới nếu Mỹ rút lui trong trường hợp ông Trump đắc cử, bao gồm việc liệu khối liên minh này có thể đoàn kết và tăng cường sức mạnh quân sự như thế nào để hỗ trợ cho Ukraine. Trước đó, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích châu Âu dựa vào sức mạnh của Mỹ trong NATO thay vì mạnh tay chi tiêu cho quốc phòng. Cựu Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của NATO, đồng thời cho rằng dưới nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Mỹ sẽ không bảo vệ các quốc gia không đáp ứng mục tiêu chi cho quốc phòng, tối thiểu là 2% GDP.
theo chuyên gia Philip O'Brien, sẽ có những hạn chế nhất định đối với châu Âu trong việc tăng chi tiêu quân sự cho Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị suy yếu sau nhiều năm cắt giảm ngân sách. Việc xoay chuyển tình thế cũng là một thách thức trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vẫn chậm và dân số già hóa, cùng với sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng đối với việc cắt giảm chi tiêu phúc lợi để đầu tư cho quốc phòng. Những nghi ngờ về khả năng hành động nhanh hơn của châu Âu tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây, khi một số quốc gia phương Tây, bao gồm Pháp và Đức, gặp phải khủng hoảng chính trị. Cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, Đô đốc Rob Bauer cho biết, châu Âu giờ đây có thể nhìn thấy đáy thùng về những gì họ có thể cung cấp cho Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Ivo Jauder cho biết, các cuộc thảo luận âm thầm đã diễn ra giữa các bộ quốc phòng và ngoại giao châu Âu về cách thức khối liên minh sẽ hoạt động độc lập như thế nào nếu không có Washington. Tuy nhiên, điều họ cần là thứ đã trôi tuột khỏi tay họ, thời gian. Họ muốn có thêm 4 năm nữa, ông Jauder nói, ám chỉ nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong vòng 24 giờ qua, chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris đã huy động được số tiền kỷ lục 81 triệu đô la Mỹ, phần lớn trong số đó đến từ các nguồn tài trợ mới. Nếu tiếp tục kéo dài lợi thế đến Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên đại diện một đảng lớn ra tranh cử. Nếu thắng cử, bà cũng sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ứng viên tiềm năng để cạnh tranh với phó tổng thống, tiêu biểu như thống đốc Michigan, thống đốc Pennsylvania và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, người từng đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Dù đang nắm kèo trên trong các cuộc thăm dò mức độ ủng hộ của cử tri, nhưng ông Trump vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những biến số mới trong cuộc bầu cử năm nay, khi đối thủ chính thức đến từ Đảng Dân Chủ vẫn chưa lộ diện. Hiện chiến dịch của ông Trump đang nghiên cứu các quy định của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ để hiểu quy định nội bộ có thể xảy ra sau khi ông Biden rút lui. Sau những bất ngờ liên tiếp xảy ra từ đêm tranh luận tổng thống cuối tháng trước, vụ ám sát hụt một nhân vật chính trị vào đầu tháng này, đến tuyên bố ngừng tranh cử của Tổng thống đương nhiệm, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay càng trở nên khó đoán định. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.